Ta đã tước quyền chỉ huy của tướng quân Kugon. Thế nên ta cần ngươi hỗ trợ ta và lãnh đạo cuộc chiến. Thần tuân lệnh. Ngươi đã nghỉ ngơi thoải mái rồi chứ? Cũng không hẳn là thoải mái đâu ạ. Thần cứ nghĩ tới việc người nghi ngờ thần bởi mưu kế của một tên ngốc người Goguryeo. Người thân là quý tộc và cũng là cốt cán trong tộc của ta. Ta thực sự có thể nghi ngờ và bỏ rơi ngươi. Trong lúc ngươi nghỉ ngơi, ta đã lợi dụng sự điên loạn của Gugon để tăng tốc chuẩn bị cho chiến tranh. Ngươi phải trừ khử đại nhân He và con gái của hắn. Không chỉ hai người đó thôi đâu. Tên cứng đầu người Goguryeo không hữu dụng như ta tưởng đâu. Hắn cũng phải biến mất. Con định cắt đi đôi cánh của tướng quân Go. Nhưng tiếp theo con sẽ làm gì đây? Tướng quân Go, kể cả hắn có trở thành kẻ vô danh tiểu tốt, thì tình yêu của con dành cho hắn cũng sẽ không thay đổi chứ? Sẽ không thay đổi đâu ạ. Ôi trời ạ. Thế nên những vấn đề không thể giải quyết bằng tiền mới đau đầu đấy con ạ. Tình yêu khiến con mù quáng, cho nên con không thấy được cái kết cũng phải thôi. Mô Yong à, mắt của cha con nhìn ra được cái kết đấy. Quân đội của Nam tộc đã sẵn sàng chiến đấu rồi. Binh lính của Nam tộc cũng đã bắt tay với họ. Dedero, giúp ta canh giữ kinh thành. Thần sẽ cố hết sức để bách tính không loạn. Bệ hạ, thần cầu chúc người mang vinh quang trở về. Phim được chiếu tiếp minh tại tv2.org. Quân đội của Silla định tấn công công chúa và tướng quân On. Chúng ta sẽ mau chóng cứu họ và lấy lại thành Adan. Tuân lệnh! Tuân lệnh! Tuân lệnh! Tuân lệnh! Đừng khóc nữa. Con là con trai của vua Pyeongquon và là hoàng tử của Goguryeo. Nhiều năm qua, ta đã làm những chuyện xấu xa. Ta nên dùng mạng mình để trả giá. Nhưng thay vào đó, ta chỉ phải rời khỏi hoàng cung. Bệ hạ đã ban ơn cho ta rồi. Con sẽ không bao giờ được gặp lại người sao? Cho tới tận bây giờ, ta chỉ mơ tới một ngày con ngồi lên ngai vàng thôi. Một ngày nào đó, khi ước mơ của ta thành hiện thực, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Mẫu thân, con phải mạnh mẽ lên cho đến khi ngày đó tới. Tướng quân, phiến quân đi trước đã phá được bức tường phía đông. Chúng ta phải xông vào trước khi quân chủ lực chặn cổng đông lại. Chúng ta tới đây để sống ư? Chúng ta tới để chiến thắng. Nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ chết sao? Chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ thắng. Những con người dũng cảm của Goguryeo, tiến lên đi. Thank you.
Tử Quân, ngài định đi đâu vậy? Nếu ta nói nàng biết, nàng sẽ đi theo ta sao? Quân đội Xin La đã rời đi từ rạng sáng. Vậy thì ta có thể nghỉ ngơi và theo đuôi họ. Kể cả ngài có đi tới thành, ngài nghĩ ngài có thể gặp được công chúa ư? Quả nhiên, đó chính là điều được viết trên bức thư đã bị đốt. Người đã báo cho bệ hạ biết là đại nhân He, hoặc là nàng, đúng không? Đúng vậy, là ta đã làm. Tại sao chứ? Vì sợ rằng ngài sẽ lao vào chỗ chết vì công chúa, để phòng ngài nhảy vào cái hố mà ngài không thể thoát ra được. Cho nên ta đã kìm chân ngài lại. Việc làm đó của nàng thật ngu ngốc. Không, từ trước tới giờ ta làm rất nhiều việc ngu ngốc. Giờ đây ta sẽ hành xử thật khôn ngoan để cứu mạng ngài. Tiểu thư He, kể cả nàng có cứu ta thì ta cũng không thể nào cứu được nữa rồi. Sao nàng không nhận ra điều đó chứ? Đừng tha thứ cho ta. 100 lần một ngày, cho tới ngày nàng già đi rồi chết. Hãy nguyền rủa ta, ghét bỏ ta và thù hận ta. Ngài không có quyền được vẫn nộ. Ta biết chứ, ta là như thế mà. Bệ hạ, chúng ta có tin từ thành Adan. Là tin tốt ạ. 3.000 quân đã chiếm lại thành Adan ạ. Thế còn công chúa và tướng quân đó thì sao? Họ an toàn chứ? Vâng ạ, tướng quân Sapunge cũng an toàn. Mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ khi quân chủ lực của Shinla tới nơi. Chúng ta phải mau lên mới được. Chúng ta đến muộn rồi ư? Có vẻ như bọn chúng không trụ được lâu. Chia quân của chúng ta ra. Người không định tấn công ngay sao ạ? Chúng ta phải cho chúng cơ hội để đầu hàng chứ. Chia quân! Là quân đội Shinla! Quân Shinla tới rồi! Đó là cờ của nhà vua. Vua Shinla đã đích thân tới. Sứ giả tới. Dừng lại. Trong đó viết gì vậy? Rằng chúng ta nên đầu hàng ư? Vào sáng sớm ngày mai, chúng ta phải đầu hàng và mở cổng thành. Chúng sẽ giết từng người nếu chúng ta chống đối. Sao lũ điên đó dám nói vậy nhỉ? Tướng quân, người sẽ làm thế nào? Người Goguryeo không thể rời khỏi đất Goguryeo. Ta sẽ chiến đấu tới khi người cuối cùng gục ngã. Ta sẽ chiến đấu cùng tướng quân. Ta cũng vậy. Công chúa, bổn phận của người đã hết ở đây.
Ta không muốn về đâu. Ta muốn ở lại chiến đấu. Không, muội phải tuân lệnh tướng quân chứ. Hãy đưa những người bị thương quay về thành đi. Nhưng ta cũng mong muội được an toàn. Mình ơi, đừng nói vớ vẩn. Ta không thể đi nếu thiếu huynh. Ta nhất định không đi. Việc nàng cần làm đã kết thúc rồi. Nàng đã cùng chiến đấu với ta và tìm lại được di sản của tiên vương. Như vậy là đủ rồi. Ta sẽ bảo vệ nơi này. Gachina, không được. Ta sẽ ở lại với huynh. Đừng cứng đầu. Đây là mệnh lệnh đấy. Không phải từ phu quân của nàng, mà là thủ lĩnh của đội quân. Nàng hãy cùng Chin về trước với các binh lính bị thương đi. Chúng ta đã giành lại thành, nhưng đã hy sinh quá nhiều binh lính, chẳng không còn nhiều lính đâu. Trận chiến này là điều vô nghĩa. Vậy nên Dan à, dù chúng ta thắng hay thua, nắm chặt kiếm tới cùng là vận mệnh của một người lính. Nếu binh lính nào muốn rời đi, thì ta sẽ cho họ về với những người bị thương. Ta nói xong rồi. Được rồi, ta sẽ chuẩn bị trở về. Những binh lính bị thương sẽ quay về thành Pyongyang với công chúa. Vâng. Chin à, đi thôi. Sao vậy công chúa? Chin à, ta không thể rời đi như thế này. Ý cô là sao? Cô nghĩ tướng quân Don sẽ vui nếu cô quay lại ư? Hình ấy sẽ không mở cửa thành đâu. Không, ta không quay về chỗ tướng quân Don. Sao cơ? Bệ hạ đã cử các ngươi tới sao? Công chúa, đừng làm vậy. Ai ở trong đó? Ngươi là ai?
Mẹ hạ, đây là công chúa của Goguryeo, công chúa Pyeonga. Ta đã được nghe nói về sự can đảm của người. Gặp người trực tiếp thế này quả là điều đáng cảm thán. Nếu không nhờ có tướng quân Gugon, ta đã bị lưỡi kiếm của công chúa giết chết rồi. Người quá lời rồi. Nếu không có lệnh mà người lại định làm hại bọn ta, thì quả nhiên sẽ bị trừng phạt. Ngươi là kẻ đã buôn bán trái phép nữ nhân ở Goguryeo, vậy mà vẫn đường đường chính chính như vậy ư? Công chúa mới là người rất dũng cảm. Một công chúa lại lẻn vào doanh trại của địch mà còn giấu vũ khí bên người sao? Người nhận lệnh của nhà vua Goguryeo sao? Hay là của phu quân của mình vậy? Ta đã tự mình tới đây. Nếu ta giết người thì có thể cứu mạng binh lính của ta. Ôi trời, ta đã cho người cơ hội đầu hàng rồi. Không đời nào. Tướng quân nói và binh lính ở thành Adan sẽ chiến đấu cho tới khi người cuối cùng gục ngã. Ta đánh giá rất cao sự dũng cảm của người. Những người cần đánh giá toàn cảnh hiện tại. Trước khi chiến đấu thì người đã gặp bất lợi rồi. Người không thấy điều đó à? Kể cả bọn ta có thua thì cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ thành dễ dàng như vậy. Thi thể binh lính Shilla sẽ chất cao như núi. Tướng quân Go. Vâng. Công chúa là tù nhân bị bắt giữ, lại đang đe dọa ta. Ta nghĩ nên lôi nàng ta ra ngoài và giết tại chỗ. Người nghĩ sao? Người hãy giết nàng ta đi ạ. Nếu được tha chết thì nàng ta sẽ trở thành mối đe dọa cho Shinla. Ngươi thật lòng sao? Để chống lại Goguryeo, thần đã tới đây mà không có lệnh của người. Sao thần lại phải nói dối người chứ? Thật đáng tiếc. Hạ thần xưa của người đã bỏ rơi người rồi. Có một câu nói xưa mà ta luôn nhớ mãi. Ngọc khi bị đập nát vẫn không mất đi ánh sáng của nó, và tre khi bị đốt cháy nhưng vẫn không cong ở đốt. Người có thể giết ta hoặc tấn công thành Adan, kết quả vẫn không đổi. Ta tưởng họ sẽ tấn công khi trời sáng. Điều này rất kỳ lạ. Đúng vậy, chúng không có động tĩnh gì cả. Tướng quân, ngài nhận được thư từ doanh trại Shilla. Đây không phải là vòng tay của công chúa sao? Nữ nhân của người Pyeonga đang bị giam ở doanh trại của ta. Nàng ta bị bắt giữ khi có ý định hãm hại ta. Ta nghe nói người sẽ mạo hiểm cả mạng sống trong trận chiến này, nhưng đó sẽ là sự hy sinh vô ích. Hãy nhanh chóng đầu hàng để cứu lấy mạng của công chúa và quân lính của ta. Pyeonga, công chúa đã bị binh lính Shilla bắt giữ rồi. Nếu ta không đầu hàng, Gajin sẽ bị giết hại. Người có sao không ạ? Thần chỉ bảo hắn giết người vì thần biết vua Shilla sẽ không làm vậy. Ta hiểu.
Thần đang cố gắng tìm cách. Ngươi có ý định gì? Có chuyện gì vậy? Không phải việc của ngươi. Bắt công chúa đi. Vâng. Cho ta biết chuyện gì đang xảy ra. Ngươi định đưa công chúa đi đâu? Bệ hạ yêu cầu công chúa đến Serapion. Ngài ấy đã hứa, nếu Goguryeo đầu hàng, công chúa sẽ được thả mà. Số người may mắn, nhưng đầu óc rõ ràng là không thông minh. Tù binh đáng giá thì không thể được đưa về dễ dàng như vậy được. Dù Ondan có mở cổng thành hay không, thì tất cả bọn chúng cũng sẽ bị giết trước hoàng hôn. Đi theo ta. Vâng. Sự việc dường như càng lúc càng phức tạp. Ta không còn nhớ mình chiến đấu vì điều gì nữa. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau để khôi phục lại di sản của tướng quân ông thành Adan. Sau đó chúng ta sẽ bỏ lại hết mọi thứ. Cả hai chúng ta. Đan à, đừng sợ. Có huynh bên cạnh, ta không sợ gì cả. Tiểu thư Hê, nàng làm gì ở đây? Ta đến để đưa ngài đi. Chúng ta đã nói về cha ta đã chết rồi. Sao? Ông ấy đã bị sát hại theo lệnh vua Shila. Lệnh của vua ư? Nhưng tại sao ngài cũng sẽ gặp nguy hiểm? Chắc chắn bệ hạ đã hạ lệnh rồi. Số người thì may đấy, nhưng đầu óc thì rõ ràng là không thông minh. Ta không còn nơi nào để đi. Liệu ngài có từ chối cứ mang ta không? Công chúa đang trong tay của quân Shinla. Kim Cha Sương đang đưa công chúa đến Serapion. Ta sẽ đi theo toán quân của hắn. Cho đến cuối cùng, tất cả những gì ngài quan tâm cũng chỉ có công chúa. Tiểu thư hay, xin nàng bằng mọi giá, ta sẽ liên lạc và tìm nàng. Tướng quân, để ta giúp ngài sẽ tốt hơn phải chiến đấu một mình. Nàng nói gì vậy? Tránh xa chuyện này, ta có thể giết một hai tên lính. Nàng nên lo cho bản thân mình đi. Ngài nghĩ ta sẽ để ngài bị giết sao? Khi ngài tấn công chúng, ta có nên hét lên không? Nàng điên rồi sao? Có lẽ đấy, sự ám ảnh của ngài với công chúa rồi cũng sẽ khiến ta phát điên thôi. Ngài quyết định nhanh đi. Công chúa càng lúc càng đi xa hơn rồi. Dừng lại. Công chúa sẽ không đến Serapion. Nhà của công chúa là ở điện Pyongyang. Thần xin lỗi, thần biết người không muốn gặp thần. Công chúa, lũ đáng khinh, bắt lấy chúng. Thank you.
Được nghe. Tiểu Thiên, nàng có sao không? Không sao đâu ạ. Không cần lo cho ta đâu. Nếu chúng ta quay lại đường cũ thì sẽ giáp mặt với chỗ Tản Quân. Phải đi đường vòng thôi. Cảm ơn hai người. Đi thôi. Tiểu Thiên, nàng có thể đứng lên được không? Tướng quân, chúng ta nên làm gì đây? Binh lính đều đang đợi ạ. Chúng ta có nên mở cổng thành không ạ? Ý nghĩa cao cả của việc bảo vệ vương triều hay là lý do cho việc bảo vệ bách tính, tất cả đều vô nghĩa. Gửi duy nhất con nên liều cả mạng sống để bảo vệ. Và lý do duy nhất một người đàn ông sẽ cầm kiếm lên chiến đấu, nữ nhân ấy là lý do duy nhất. Phương Ghe à, người duy nhất ngươi nên liều cả mạng sống để bảo vệ, người đó là lý do duy nhất. Là một nam nhân phải cầm kiếm lên để chiến đấu. Cả ta và ngươi đều có người phải bảo vệ. Đan à, tướng quân non sẽ tự hào khi nhìn thấy ngươi vào lúc này. Cảm ơn ngươi, Pungge, vì đã ở bên ta đến cuối cùng. Đó là vinh hạnh của ta. Thưa tướng quân. Tướng quân. Thư đã đến cổng bắc rồi ạ. Bệ hạ đã dẫn quân đến thành. Người nói sao? Ngô Gòn đưa công chúa đi ư? Xin bệ hạ thứ tội cho thần. Thần đã cử quân do thám vào cung thủ giỏi nhất đi bắt bọn chúng. Quân ta sẽ bắt bằng được chúng. Bệ hạ, vua Goguryeo đang dẫn quân đến thành Adan ạ. Mật thám của chúng ta báo rằng số lượng quân là hơn 30.000. Cuối cùng hắn ta cũng muốn cứu tỷ tỷ của mình rồi à? Nhưng mà ngươi lại để con tin quý giá của ta chạy thoát ư? Được rồi, ta sẽ xử lý em đẹp tên vua non nớt đó của Goguryeo. Chuẩn bị ra trận. Bệ hạ. Tướng quân, hình như bệ hạ muốn tấn công Xin La từ biên hông. Hay chúng ta đến chỗ Tử Thành chi viện cho bệ hạ. Bên đó cứ giao cho bệ hạ, ta cứ giữ vững thành lũy thôi. Với năng lực của bệ hạ, hoàn toàn có thể công phá. Công chúa, xem ra trận chiến sắp bắt đầu rồi. Chúng ta phải nhanh chân lên. Huy Ân, với tình trạng này cô ấy không thể đi được nữa rồi. Ta sẽ cõng nàng ấy. Vết thương của cô ấy sẽ rách mất. Nếu không được cầm máu kịp thời e là sẽ khó giữ mạng. Nhưng khi Xin La sắp đuổi kịp rồi, chuyện cấp bách bây giờ là tìm một nơi để cô ấy trốn.
Công chúa định làm gì vậy? Ta phải báo cho tướng quân non biết. Làm vậy sẽ bị quân Silla phát hiện đấy. Giờ không lo được nhiều như vậy nữa. Dan à, ta đang ở đây. Đây là túi tín hiệu có đựng bột màu. Nếu chẳng gặp nguy hiểm, hãy buộc mũi tên vào rồi bắn. Mau đi đi. Ta không muốn trở thành gánh nặng của hai người. Sao lại là gánh nặng? Cô là người bằng hữu đầu tiên ta quen trong cô. Phương Ghe, trọng trách giữ thành giao lại cho ngươi. Giờ ngài định thế nào đây? Ngài không thể quay về Silla được nữa. Dù vậy, ta cũng chẳng thể quay về Goguryeo. Ta đã mất gia tộc và đất nước của mình. Ta thậm chí còn không giữ được lời hứa của mình. Chi bằng công chúa lấy mạng ta còn hơn. Sư phụ cô, ngài đâu có mất tất cả đâu. Ít nhất còn có một người nguyện chết ở bên ngài. Công chúa, trước giờ ta vẫn luôn trung tình với duy nhất một người, đó là công chúa. Chúng ở đằng kia. Ở đằng kia, công chúa. Bố Yang à, nào mau đi đi. Tướng quân, công chúa, tướng quân, nàng làm gì ở đây vậy, đồ ngốc này? Công chúa, hai người đã cứu mạng ta. Vô hình, lâu rồi không gặp. Cả chủ tiệm nữa. Tên nhà quê này, hình vẫn gọi ta như vậy nhỉ? Hãy đưa công chúa
và tiểu thư He đi đi. Mau lên. Không được sư phụ cô. Ta không đi đâu cả. Hai nữ nhân này bướng bỉnh thật đấy. Hình nói đúng rồi đấy. Ngài quên rồi sao? Dù có chết ta cũng sẽ ở bên ngài. Công chúa, trận đấu giữa ta và người đành hoãn lại tới lần sau thôi. Ta sẽ đợi ngài. Vâng. Nếu muốn đấu với Gajin, mình phải thắng ta trước đã. Người mau đưa công chúa đi đi. Công chúa, người hãy đi đi. Vào một ngày như hôm nay, ta ước mình có thể ngồi trên thuyền sông và uống rượu hàng giờ. Ngài đừng nói như vậy. Mưu Yong, ở đây tuy không có rượu, nhưng nàng có muốn cược với ta không? Nhất định sẽ rất thú vị đấy. Mưu Yong, nàng có hận ta không? Có. Ta hận ngài. Ta hận và nguyền rủa ngài. Ôi trời, ta không tin nàng đâu. Tướng quân, đến lượt nàng rồi. Đến lượt nàng hỏi ta. Mau lên nào. Tướng quân, có từng yêu ta dù chỉ một lần không? Mười Yong à? Vâng, tướng quân. Nàng thực sự rất giống ta. Nàng cố gắng có được một người đàn ông mà nàng chẳng bao giờ có thể có được. Nàng cố đi tới nơi mà không bao giờ có thể đến. Ta thấy bản thân mình trong nàng. Mười Yong à, làm ơn đừng ngừng lại. Mà hãy sống tiếp. Ta thật sự đã từng yêu nàng. Ngài nói dối. Tướng quân,
Tướng quân, tướng quân, đó là tiếng kèn chiến thắng của Goguryeo. Bệ hạ đã thắng trận rồi. Bệ hạ đã nhanh chóng tới đây viện trợ để đẩy lùi quân Silla. Gachina, nàng làm được rồi. Nàng đã kéo dài thời gian tấn công của Silla. Nếu không, chúng sẽ công phá được thành ngay khi trời sáng, trước khi quân viện trợ kịp tới nơi. Còn sư phụ cô và tiểu thư He thì sao? Vì vậy từ giờ chúng ta càng phải sống hạnh phúc hơn. Bởi vì họ đã từ bỏ mạng sống của mình cho nàng. Hạnh phúc. Ta có thể được hạnh phúc không? Đương nhiên rồi, nàng đã tự hứa rồi mà. Giờ nàng chỉ cần buông bỏ tất cả và rời đi với ta. Ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Xem ra 5 đứa con vẫn chưa đủ đâu. Sao cơ? Hãy sinh 7 đứa đi. Đứa con cả, đứa thứ tư và đứa út sẽ là con gái. Còn lại sẽ là 4 đứa con trai. Ôi trời, ta chỉ đùa thôi. Dana, 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 không được. Dan, không được. Dana. Dana, Dana, ta không sao đâu. Dana, cố gắng lên. Nhưng ta không thấy gì cả. Gachina, ta có thể nghe thấy giọng nàng, nhưng không thể thấy mặt nàng. Nàng ở đây đúng không? Ta ở đây, ta ở đây đây, Dana.
Giờ mọi thứ đã kết thúc rồi mà. Cuộc sống của chúng ta giờ mới bắt đầu thôi. Chàng đã hứa sẽ đi cùng ta mà. Tỉnh táo lại đi. Nàng là nữ nhân của ta. Nàng là tình yêu của ta. Ta yêu nàng. Dana. Dana, ta cũng yêu chàng. Dana, ta cũng yêu chàng. Dana, mở mắt ra đi. Mở mắt ra đi, Dana. Không được đâu. Không được đâu, Dana. Dana, Dana, không được đâu. Không được đâu, Dana. Sao lại không di chuyển được vậy? Ôi trời. Tướng quân, ngài phải rời đi thôi. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Công chúa. Hình như Đan không muốn rời đi. Tướng quân. Sao chàng lại thế này? Tướng quân, giờ chàng phải rời đi thôi. Chàng được sinh ra ở đất Goguryeo. Giờ chàng phải về với bầu trời Goguryeo thôi. Sống chết có số. Chàng đừng lưu luyến nữa. Tướng quân, ta sẽ tiễn chàng một đoạn. Sao chàng cứ vờ như không nghe thấy vậy? Chẳng phải chàng nói sẽ đi khi ta bảo chàng đi và ở lại khi ta bảo chàng ở lại sao? Nếu chàng sợ ta một mình cô độc trên thế gian này thì không cần đâu. Chúng ta có thể bị chia cắt bởi sinh tử, nhưng trái tim của ta sẽ luôn bên chàng. Vì vậy, chàng có thể ra đi trong thanh thản rồi. Tránh đường cho tướng quân An nào. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Thank you.
Đợi thời gian qua đi, khi tỷ đã vơi bớt nỗi buồn, tỷ có thể trở lại hoàng cung bất cứ lúc nào. Xin lỗi. Chấm không chỉ nghi ngờ mà còn oán trách tỷ. Chấm không phải là một đệ đệ tốt. Xin bệ hạ, hãy trở thành một nhà vua có thể bảo vệ đất nước và bách tính. Là hoàng tỷ của người, ta đã tin tưởng người. Trước khi tỷ đi, chậm muốn ăn cái này với tỷ, có được không? Rất ngọt, rất ngon. Đúng vậy, hoàng tỷ. Ngon lắm, ghé thử đi. Vào xem hàng đi, đương nhiên là tốt rồi. Ăn thử đi. Đây ạ. Người lo những việc còn lại nhé. Tiểu nữ vay chút bạc từ người quen ở Bách Chê để mua nhà và làm ăn. Vậy là cô đã trở thành người Bách Chê. Có thể nói cô đã thống nhất Tam Quốc thành công đấy. Có vẻ người sẽ không bao giờ quay lại cung nữa phải không? Vậy còn tướng quân cô? Tiểu nữ chôn ngài ấy ở một nghĩa trang nhiều nắng. Từ giờ tiểu nữ sẽ không phải chịu mất mát nữa. Ta chắc chắn cô sẽ làm được. Ta biết chắc là vậy. Vâng ạ. Vì chúng ta là bằng hữu mà. Hương, chúng ta đi đâu vậy? Cô đừng lo, ta sẽ không hại cô đâu. Tìm thấy rồi. Sao mấy cái lá này lại... Đây là rễ hoa chuông đấy. Ta thấy rõ là nó có 5 lá mà. Thank you.
Cô là ai? Cô là ai mà lại đứng trong sân nhà ta? Cô đến gặp sư thầy à? Công chúa, người đến rồi à? Đại sư, người đó giờ hắn phải đi lấy củi. Sao chúng ta không trò chuyện trong lúc đợi hắn quay về nhỉ? Hôm đó trước khi rời đi, Đan đã nhờ ta một việc rất khó khăn. Còn có một thỉnh cầu, người muốn ta tìm hiểu xem công chúa đang thế nào chứ gì? Ta không làm đâu, phiền lắm. Không phải ạ, còn muốn xin gửi chuyện khác. Cậu ta muốn học cách giả chết, khiến cho cơ thể sống như đã mất hết sự sống. Nên khi mạng sống lâm nguy, Đan đã dùng phương pháp đó để giả chết. Nhưng phương pháp đó rất nguy hiểm. Nó rút hết sự sống của cơ thể và linh hồn, nên nếu nội công không thâm hậu, rất dễ xảy ra sai sót. Cái gì đây? Cô là cáo hay trồn đấy? Sao cô vẫn còn ở đây? Cô làm gì vậy? Tránh ra, tránh ra. Ba, ta biết chàng đấy. Ta biết chàng là ai. Sao cô lại biết ta? Đi theo ta. Sao cô lại hất nước vào người ta? Đi thôi. Tuy cha mẹ họ đã đầu hàng số phận nghiệt ngã của họ, nhưng hai người lại vượt qua số phận nhờ sự kiên trì nỗ lực. Ta mong thế gian sẽ bỏ quên hai người, để hai người sống cuộc đời bình yên thật lâu. Ta còn không nhớ tên của ta. Ta cũng không biết mình đến từ đâu. Nhưng ông thầy đó cứ nói, rồi trí nhớ của ta sẽ quay lại. Ta cũng không chắc nữa. Đầu óc ta là một mớ hỗn độn. Đại sư nói đúng đấy. Chàng sẽ nhớ lại thôi. Vậy cô biết tên của ta không? Chàng nhìn đằng kia đi. Kia kìa.
Đó là mặt trăng thôi mà. Đúng rồi, là mặt trăng. Chẳng nghĩ kỹ đi. On đây. Pazza. Đúng rồi. Đó là tên của ta sao? Pazza. Đúng rồi, Dan à. Mùi hương này, ta nghĩ là ta nhớ nó. Ta còn nhiều chuyện muốn nói với chàng lắm. Ta cần nhiều hơn vài ngày để kể hết tất cả. Vậy trước tiên, sao cô không cho ta biết mối quan hệ giữa chúng ta? Chàng nhớ ra ta rồi sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.